Một viên chức cộng sản khoe khoang rằng biển Việt Nam đã sạch, nhưng hầu như toàn dân đều không tin. Thêm nữa, một ngư dân đi biển đã gửi lên mạng một cuốn phim quay cảnh một con tàu đang ngang nhiên xả chất độc xuống biển. Phóng viên Barker đã có cuộc phỏng vấn ngư dân này. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Barker Đài Đáp Lời Sông Núi mến chào anh Nguyễn Đức Hồng. Vâng, thưa anh, cái ngày 20 tháng 11 2016 đó, anh và một nhóm ngư dân cùng đi hành nghề ở vùng biển Vũng Áng, và anh đã chứng kiến được những cái sự việc gì đã xảy ra. Có thể anh vui lòng cho thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi được biết cái chi tiết không, thưa anh? Dạ, em xin chào đài. Em là Nguyễn Đức Hồng. Ngày 20 tháng 11 đó, là em có đi trên một chiếc tàu làm nghề đánh bắt thủy sản. Thì trên tàu thì có 6 người, và cái lúc là như em đi biển chạy ra tới cái vùng cách đảo Sơn Dương 3,2 lý á, là như em có gặp một chiếc tàu. Thì ban đầu như em cứ nghĩ là một chiếc tàu chở hàng, nhưng mà ra tới gần thì như em mới phát hiện được là chiếc tàu này là xả thải. Nhưng mà với chiếc tàu này, nó xả thải là nó mang có một cái ký hiệu của nó là HN1111, là nó có 4 con số 1. Nhưng mà thực ra cái ký hiệu của con tàu này HN1111 này là không phải. Thực chất cái tên tàu này là nó chuyên là chở cát cho công ty phóng xã, là nó chuyên chở cát để làm câu cảng. Nhưng mà chiếc tàu này mà mang ký hiệu HN1111 á, thì nó là chỉ là làm giả ký hiệu thôi, và nó xả thải ra giống với cái vùng vịnh biển Sơn Dương. Vâng, thưa anh, cái lúc đó thì các anh từ cái con thuyền mà ngư dân của mình đó mà nhìn sang cái con thuyền mà xả thải đó, thì các anh thấy họ đang làm những cái công việc như thế nào, xả thải những cái chất gì xuống dưới biển, mà mình có ngửi được cái mùi thúi lúc đó không, thưa anh? Dạ, thì xin đáp lời của đa là ngay lúc đó là như em chạy thật lại tao như em sạch lại cái xà lan xả thải đó, thì do là như em là thấy cái lực nó xả ra là nhất là mình để bá hồn cái ống, nhưng mà một người ống một ống, nhưng mà nó xả thải ra một cái màu của nó là cái chất, và cái màu của nó rất là đen xì, mà cái chất nó là rất là thổi chịu không được. Cho nên là ông chủ tàu nói là nó thổi thế này thì mình tới cái tàu cho nó đi qua mấy cái chỗ xà lan đó, thì nhà em cũng có tới thì qua cái, thì gọi là nó được hơn. Nhưng mà đến khi một con nguồn gió nó trở lại, nó lại cứ thổi và trúng rồi, cảm thấy rất khó chịu, hơn thấy rất là nhức đầu. Vâng, sau đó sau mấy ngày thì anh post cái video clip này lên Facebook của anh, và cái công an họ có phản ứng đối với anh như thế nào? Là ngay lúc đó luôn, ngay lúc đó em quay xong clip đó khoảng chừng 4 phút mấy giây đó, thì em là em viết bài viết lên và em đăng lên ngay lúc đó. Sau khoảng chừng đó 2 tiếng đồng hồ, khoảng 2 giờ đồng hồ là em đăng lên Facebook của em luôn. Vì em nghĩ là đấy là một cái sự thật, và mình phải cho tất cả thế giới và tất cả trên đất nước của Việt Nam mình phải biết là biển mình đang nhiễm bệnh, nhưng mà đang nhiễm những chất độc như vậy, nhưng mà đang có những cái tàu chiến tàu này là mang cái chất thải ra ngoài để xả thải. Nhưng mà đây là bên chủ các cấp các ngành của tỉnh Hà Tĩnh, bên Bộ Môi Trường đó, là ông đã nói là biển là sạch, cả là sạch, nên là bà con cứ ăn thôi. Nhưng mà đối với người dân bám biển cũng như chúng em thì cảm thấy rất là bức xúc, và chúng em nghĩ là biển vẫn chưa bao giờ sạch được. Vâng, thưa anh, sau đó thì cái ông đại tá Đặng Hoài Sơn thị xã Kỳ Anh đó đã có phản ứng với anh như thế nào ạ? Sau một ngày đăng tải lên Facebook thì ông có tìm hiểu và biết là Facebook là chính là chủ nhân của em. Thế ông đã gọi qua một người anh trai và ông nói là nên bảo anh trai là phải xóa cái Facebook, một là phải xóa cái Facebook đó, mà thứ hai là phải gỡ bỏ cái video đó. Thì là em nói là sự thật, em phải nói lại là với anh nghe trái là sự thật, em biết được thì em dám lên. Chứ còn mà nếu như gian dối không bao giờ em dám lên, nhưng mà trước khi em dám lên thì em đã suy nghĩ trước 3 đến 4 tiếng đồng hồ em mới dám lên được. Và em phải thông qua những người này người kia này, những cái video này có nên mình dám lên mạng để cho cả xã hội biết và cộng đồng mạng biết được không.
thì rất là biết rất nhiều người, nên là nói là mình phải đem lên để cho tất cả nhiều người được biết, để cho họ biết được cái, những cái cấp chính quyền của mình, những cái cấp mà bên trên mình, để cho họ biết là biển sạch như thế nào và là như thế nào gọi là biển sạch. Vâng, thưa anh, sau đó thì vài ngày sau thì công an lại mời anh lên để làm việc, thì có cái giấy mời nó đó thì gọi là cách một ngày sau ông nói, thì sau lại là em giam lên cái tấm hình lại gọi vào tiếp, ông nói là tôi đã nói với ông là nói với em mà em không xóa xuống cái video, rồi bỏ video đó mà còn đem lên một cái hình đó gọi là để kích động và gọi là chống phá nhà nước này nọ, thì em nói em chẳng có gì là chống phá. Cái hình ảnh là bởi một cái người trên mạng người ta đem lên thì gọi là em lưu về thì em làm cái hình ảnh bìa thôi, thì riêng bản thân em chả biết gì mà gọi là chống phá nhà nước hoặc là làm cái gì đó. Thì ông nói là đó, ông nói là em là một thằng phản động chống phá nhà nước. Thì ông nói là nếu như ông nói mà không nghe, một là phải xóa cái Facebook, hai là phải xóa toàn bộ video hình ảnh và cái clip trên lộ cái mạng Facebook của em phải gửi xuống hết. Mà nếu như không gửi xuống thì ông sẽ tìm mọi cách là bắt em, một là bắt em mà thứ hai là sẽ cho người bắt em, thì ông xử theo cách của ông và ông sẽ tìm nhiều cách để là ông xử lý em đó. Thì tiếp lượt cho tới khoảng chừng 5-6 ngày sau, khoảng chừng 1 tuần á. Bác cơ đài đáp lời sông núi xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Hùng đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay và cầu chúc cho anh được mọi sự bình an. Xin cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn bên đài rất nhiều ạ.